chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với kênh video của chúng tôi. Thì hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị các bạn sản phẩm máy thái chuối mịn, máy thái rau bèo, cỏ voi các thứ để dùng trong chăn nuôi. Đấy, nuôi gà, nuôi vịt, làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Máy thái mịn. Đấy, cái này thì rất tiện lợi cho bà con, là mình chỉ cần một lần thái thôi thì nó sẽ ra sản phẩm luôn. Không bị sơ nước, không bị nát. Đấy, sử dụng được ngay trong lần thái đầu tiên. Đấy, máy thì con này là con 1,5 kg. Đấy. Ngoài ra còn có con là 1,1 kg thì là công suất nó nhỏ hơn. Nhưng mà hiệu quả công việc thì nó cũng không ấy thôi, nó cũng cùng một chức năng đều thái mịn cả thôi. Đấy. Thì năng suất của con 1,5 kg này thì nó khoảng độ 3 đến 700 kg một giờ. Đấy. 300-700 kg một giờ. Nó sử dụng điện gia đình 220V thôi. Đấy. Đây, động cơ toàn phát đây, 100% dây đồng. Bảo hành cho bà con 12 tháng. Đấy, nên bà con về dùng cứ yên tâm. Đây. 1,5 kW đây. 2.0 HP, 220V. 10A. Đấy, chống nước IP44. Đấy. Đấy, tổng thể của máy đấy. Đấy, tổng thể của máy trông cũng khá gọn. Bốn chân thì choái ra cực kỳ là chắc chắn đây. Đây, cực kỳ chắc chắn. Đấy, còn có các thân đớ như thế này. Đấy, máy cực kỳ là chắc chắn. Đường kính lỗ này cũng phải đến hơn 25 cm. Thân chuối thì thân đảm bảo cho việc là thân chuối to thì vẫn có thể thái bình thường. Đấy. Máy thì con máy 1,5 kg này thì nó nặng khoảng độ 35 kg. Còn con 1,1 kg thì nó là 25 kg. Cả hai con đều sử dụng motor dây đồng. Motor quay chậm. Đấy, đảm bảo lực chém thì nó sẽ tốt hơn. Đấy. Đấy thì đây. Bên trong đây là phần quan trọng nhất của máy, đó là lưới cắt, lưới thái. Đấy. Lưới dao chéo đôi. Vô cùng là sắc bén. Lưới này thì được làm từ nhíp ô tô. Đấy, như quý vị các bạn cũng thấy, lưới dao rất dài. Đấy, lưới dao rất dài. Độ sắc bén cực kỳ lớn, cực kỳ cao. Đây. Đây, tôi sẽ thử cho bà con xem độ sắc bén của lưới dao. Như quý vị và các bạn đã quan sát thì lưới dao thì vô cùng sáng. Đấy. Làm từ nhíp ô tô. Đây. Lưới dao cực kỳ sắc bén. Đấy, phần lưới dao cực kỳ sắc bén đấy. Đây, thì nó truyền đạo trực tiếp từ trục của motor. Đây, không qua dây loa gì hết. Nên là sức chém của nó thì bà con cứ yên tâm. Đấy, nó thái một lần là có thể sử dụng được luôn. Đấy, lưới dao làm từ nhíp ô tô, vô cùng chắc chắn. Toàn bộ thân máy và chân đế đều làm từ thép. Toàn bộ đều được sơn chống rỉ. Sơn chống rỉ để chống ăn mòn. Đấy, tổng thể máy cực kỳ là đẹp. Phần lưới dao sắc bén. Motor 100% dây đồng. Đấy. Bà con về thì cực kỳ dùng, cực kỳ yên tâm. Sau đây tôi sẽ cắm thử máy cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, khoảng máy hoạt động như thế nào, độ ổn ra sao. Máy quay cực kỳ tít, cực
cơ motor 1,5 kW. Đấy, việc trong sử dụng trong chăn nuôi thì quá tuyệt vời rồi. Giảm bao nhiêu là thời gian đấy. Mùa thân chuối thì bà con bình thường thái sẽ mất khoảng độ 10 đến 15 phút, nhưng mình sử dụng máy thì nó chỉ mất khoảng độ 2 phút thôi, hơn 2 phút. 2 phút gì đấy là nó có thể thái xong một thân chuối dài. Thân chuối dài khoảng độ 2 mét gì đấy. Đấy, hơn 2 mét đấy. Cho ra năng suất và hiệu quả tốt hơn. Đấy, con máy thái chuối mịn. Bảo hành cho bà con 12 tháng. Đấy, khi mua hàng thì bà con vô cùng yên tâm đi. Máy thì chuyển đến tận nhà cho bà con. Bà con có thể xem máy, kiểm tra máy, cắm thử máy. Máy chạy ok, không vấn đề gì. Rồi bà con mới giao tiền cho bên vận chuyển. Nên về vấn đề chất lượng của máy thì nó in đúc như trong video thôi. Đấy, nó in đúc như trong video. Không đúng máy hay là lỗi lầm gì bà con có thể không nhận hàng. Đấy. Còn về vấn đề bảo hành thì bà con cứ yên tâm về bên chúng tôi. Đấy, bảo hành cho bà con 12 tháng. Motor 1 đổi 1. Đấy, còn lại thì các chi tiết khác chủ yếu nó toàn bằng cơ thì không máy thì nó không hỏng đâu. Nó không hỏng được đâu. Đấy, thì có thi thoảng thì thời mình dùng thời gian dài thì lưới dao nó có mòn thì mình tháo lưới dao ra rồi mài lại được. Lưới dao thì tháo ra vô cùng cũng dễ dàng thôi. Đây, lưới dao thì mình có một con ốc như thế này. Mình vặn con ốc này ra rồi rút lưới dao ra là được. Đấy, rồi mình mài lại hai bên là được. Đấy thì nó cũng như kiểu dao thái của mình bình thường thôi. Bây giờ thì họ thiết kế để chuyển qua mình làm máy. Đấy, tiết kiệm thời gian. Nhất là các trang trại hay là chăn nuôi gì đấy thì có con máy này thì cực kỳ tiện. Đấy, sắm một con nó giảm bao nhiêu là chi phí nhân công người. Đấy, giá thành thì nó cũng không cao mà giá trị hiệu quả công việc mang lại của nó thì lớn. Đấy, thì bà con có nhu cầu mua máy thái chuối mịn, máy thái mịn đa năng, thái chuối mịn, thái cỏ dây rồi ro bèo các thứ. Đấy, dùng trong chăn nuôi, chăn nuôi gia cầm, gia súc thì vui lòng liên hệ điện máy Cường lên địa chỉ 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội, hoặc qua số điện thoại 0922 252 666, hoặc qua số điện thoại 0962 133 858. Đấy, thì để chúng tôi tư vấn và báo giá tốt nhất cho bà con. Đấy, máy thì vận chuyển đến toàn quốc, vận chuyển đến nơi thì bà con có thể kiểm tra ký trước khi nhận hàng rồi mới giao tiền cho bên vận chuyển. Đấy, sản phẩm thì giao vận chuyển đến toàn quốc, giao tận nhà, bảo hành cho bà con 12 tháng. Thì chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại bên chúng tôi. Đấy, đây là con máy thái chuối mịn 1,5 kg.